Hạn hán khốc liệt khiến cho mực nước hồ Thiên Tượng Hà Tĩnh cạn trơ đáy trong thời gian dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cung cấp nước sinh hoạt cho người dân. Hồ Thiên Tượng theo thiết kế, hồ có nhiệm vụ cung cấp nước sạch cho phục vụ cho 12.000 hộ dân thị xã Hồng Lĩnh và điều hòa môi trường trong khu vực. Vào năm 2023, do nắng hạn kéo dài, hồ Thiên Tượng rơi vào tình trạng hạn hán lịch sử trong vòng hàng chục năm. Theo quan sát, lượng nước còn lại trong hồ màu đỏ âu, nổi váng do có nhiều tạp chất ở tầng đáy. Nhìn từ trên cao, nhiều vị trí trong lòng hồ trơ đáy, đất đai nứt nẻ, khô cằn. Do hạn hán kéo dài, trữ lượng nước ở hồ Thiên Tượng chỉ còn khoảng 18.000 mét khối. Thực trạng này ảnh hưởng rất lớn đến việc tạo nguồn nước thô cho nhà máy. Hiện đơn vị này phải dẫn nước thô từ hồ Khe Môn và hồ Khe Dọc về xử lý để có nước sạch cung cấp cho người dân. Nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời. Khoảng hơn một tuần nay, nước sạch cung cấp cho người dân phải theo khung giờ luân phiên và chỉ đạt 50%. Về giải pháp dài hạn, hiện nay một nhà máy nước đang gấp rút được triển khai ngày đêm tại hồ Đá Bạc, cách vị trí hồ Thiên Tượng khoảng 4 km. Thưa quý vị, mùa mưa lũ năm nay, bà con tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nơi tránh lũ an toàn ngay tại chỗ mà không cần phải di dời ở nơi xa nhiều trở ngại và khó khăn. Đó là nhờ việc xây dựng và đưa vào sử dụng nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ tại những vùng thấp trũng và xung yếu. Không chỉ giúp người dân yên tâm hơn khi mùa mưa bão về, công trình còn góp phần giúp cho chính quyền địa phương thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ trong phòng chống bão lũ và từ đó giúp giảm thiểu tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu đến đời sống của người dân. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiều địa phương thuộc vùng rộn lũ không năm nào không chịu ảnh hưởng của các trận lũ lụt lớn nhỏ. Người dân sinh sống tại cả khu vực này cũng thường bị chia cắt, nhiều hộ dân bị cô lập phải di dời. Với mục tiêu cao nhất là có một công trình kiên cố, đảm bảo an toàn cho người dân vào mùa mưa bão. Mới đây, ba công trình nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trụ bão đã được đưa vào sử dụng tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Việc có được một công trình tránh trụ bão kịp thời ngay trước mùa mưa bão năm nay đã mang lại sự yên tâm, phấn khởi cho người dân. Trước là sinh hoạt, sau nữa là chống bão, chống lũ, thì dân rất vui mừng và phấn khởi. Để phát huy hết công năng trong mùa mưa bão, công trình được xây dựng 2 tầng trên nền đất cao. Với sức chứa khoảng 250 người, công trình sẽ giúp bảo vệ an toàn, tài sản tính mạng cho người dân khi nước lũ dâng cao. Trong điều kiện bình thường, đây sẽ là nơi hội họp, giao lưu văn hóa, thể dục, thể thao cho người dân. Đây là một địa điểm mà vừa an toàn, vừa tin cậy để di chuyển người dân vào trú tránh bão lũ ở đây. Thứ hai là cái công trình này cũng là một công trình văn hóa để phục vụ cho các cái hoạt động sinh hoạt cộng đồng của người dân trong các cái dịp lễ Tết rồi các cái đợt mà sinh hoạt cộng đồng nói chung. Nên đây là một công trình rất là có ý nghĩa. Trong năm 2023, cùng với các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế là một trong 6 tỉnh thành tại khu vực miền Trung được các đơn vị tài trợ đồng hành cùng chính quyền địa phương xây dựng công trình nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ. Với ý nghĩa nhân văn, công trình là sự quan tâm thiết thực hướng về cộng đồng miền Trung, góp phần quan trọng trong việc giảm thiểu tác động của thiên tai, lũ lụt, biến đổi khí hậu đến đời sống người dân.